đi Mỹ Tác giả Hai Hùng Sài Gòn Tập 4 Nghĩa tình ở California Sau cả ngày viếng thăm phi trường ở Hollywood City, trở về khách sạn, tôi ngủ thẳng cẳng một giấc đến sáng. Sáng hôm sau, ngoài trời thời tiết hơi xe lạnh. Tôi khoác thêm cái áo gió cho ấm nếu không cẩn thận đổ bệnh bất tử thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong những ngày rong ruổi trên đất Mỹ. Ăn sáng xong tôi ra ngoài sân khách sạn để chờ xe và tranh thủ hít thở không khí trong lành buổi sáng. Mấy ngày qua di chuyển bằng xe taxi nên hao đồ quá. Con bé nhà tôi alo cho một đứa bạn sinh sống và làm việc tại Los Angeles qua trao đổi cháu gợi ý nên thuê một chiếc xe để mình tự lái như vậy sẽ chủ động thời gian và cũng sẽ giảm bớt chi phí hơn thời may trong đoàn có hai anh chàng thanh niên trẻ có bằng lái quốc tế lận lưng nên lời đề nghị của nhỏ bạn con tôi thật hợp lý vậy là nhỏ bạn con tôi lái một xe một cậu thanh niên lái chiếc xe thuê Chiếc xe này nếu ở bên nhà thì cũng được liệt vô hàng xe sang. Ngồi xe của người trong đoàn tự lái tôi vừa vui vừa lo. Vui là coi như xe nhà mình, muốn ghé đầu cũng được. Lo là tài xế nội địa, lái xe hải ngoại có an toàn không? Về xe cộ thì dễ rồi, vì chỉ cần ngồi sau tay lái một thời gian ngắn sẽ quen xe thôi lo là đường xá bên Mỹ là hoắc lạ hô, chạy lớ quá lạc như chơi. Hơn nữa, tốc độ xe bên Mỹ chạy trên freeway khá cao. Liệu tài xế nội địa có đảm đương được chăng? Tôi đưa ra những quan ngại trên cho tài xế nội địa. Cậu ta nói, Chàng ơi, dễ ẹt hà chú ơi. Địa điểm đến thì còn mở máy định vị trên xe, cứ theo đó mà lái đến đoạn nào quẹo phải quẹo trái hoặc đi thẳng đều có bà google map nhắc nhở mình bằng tiếng việt luôn nên không sợ chạy lạc đường còn lại thì chú an tâm nói không phải tự khen chứ còn là tay lái cừ khôi lắm đó chú nghe anh chàng này quả quyết như vậy tôi cũng an tâm ngồi kế bên tài xế phía trước Xe tôi ngồi gồm bốn ông đực rửa. Xe nhỏ bạn con tôi thì gồm ngũ lâm công chúa ngự trị. Cô gái lái chiếc xe kia do quen đường nên chạy rất nhanh. Còn anh chàng bên xe tôi chạy theo kiểu cẩn thận cho quen xe mới dám đạp lúc ga. Án chừng sau một giờ lái xe thì trước mắt tôi thấy khu chợ Phước Lộc Thọ hiện ra. Thú thiệt, trước đây mỗi khi Tết đến xuân về, tôi hay mò vô trang Youtube để xem đốt pháo nổ tại khu chợ này. Mấy dây pháo dài sọc, họ treo trên cao thầm xuống tận dưới đất. Khi giao thừa họ châm lửa đốt, khiến tiếng nổ vang trời, khói bay mịt mù. Những người khách vãng lai hoặc dân địa phương cũng tụ tập lại khu này, vừa xem văn nghệ vừa tham gia đốt pháo rất vui xem qua màn hình cảnh đốt pháo ngày xuân, khiến lòng tôi rộn ràng và chạnh nhớ những mùa xuân năm xưa đang xa dần theo dĩ vãng. Tìm được parking, nơi đầu xe, không mấy khó khăn. Cả đám tôi tôi ùa ra trước cổng chợ, nơi có tượng ba ông Phước Lộc Thọ thật cao to, được trưng bày ngay trước mặt tiền của khu chợ. Từng tóc đứng chụp hình lia lịa ai cũng cố thu hình ảnh của mình vào ống kính máy ảnh thật nhiều để làm kỷ niệm còn tôi thì để nay mai về quê nhà tôi sẽ khè với mấy người bạn tao đi mỹ rồi nghe mày vừa chụp hình tôi vừa tự cười với mình qua cái câu tao đi mỹ rồi nghe mày câu này tôi bắt trước một anh chủ đài phát thanh hay nói để phê phán những người hay khoe khoang về cái tôi của mình trong cuộc sống hàng ngày vào chợ các cháu bu quanh xe nước mía trong nhà lòng chợ để mua tôi nhìn quanh thấy bảng hiệu toàn là tiếng việt mua bán cũng bằng tiếng việt sống ở đây mấy người lớn tuổi không rành tiếng anh cũng chẳng thua thiệt gì hàng quán bán những món ăn của người việt chả giò, bún cá, cơm tấm, hột vịt lộn, khô bò, vân vân. Tóm lại cái gì cũng có ở khu chợ này. Ngồi uống nước xong, tôi gọi điện thoại cho hai người bạn ở gần nơi này với ước mong hội ngộ một lần cho vui. Một cô em người rạch giá quen biết tôi cùng nhóm bạn trên Facebook đã bỏ thì giờ lái xe đến đón tôi và đãi món bún cá ở tiệm hỷ rất ngon đã vậy cô em còn tặng cho tía con tôi ít quà cho vui tôi xin cảm ơn tấm thình tình của cô em này tiếc rằng ông xã cô bận việc nên không đến gặp nhau được ăn uống xong cô em lái xe trả tôi về nơi bắt cóc tôi khi nãy trên đường đi tôi nhận một cú phone của ông anh, cũng là dân rạch giá gọi đến. Hai vợ chồng ông anh này gặp tôi vài lần ở Sài Gòn và cùng nhau về rạch giá hội ngộ với anh chị em cựu học sinh trung học Kiên Thành. Anh cho biết anh không thể đến chợ Phước Lộc Thọ gặp tôi được. Nghe vậy tôi cũng đành nói lời tạm biệt anh để tôi trở về khách sạn nơi tôi ở chuyện gặp ông anh nọ tưởng chừng như vậy coi như xong bỗng dưng cậu thanh niên đi chung xe với tôi lên tiếng chú à bạn chú lớn tuổi rồi mà hẹn lần sau gặp thì lâu lắm biết chừng nào mới có dịp sẵn xe nè chú kêu ổng cho địa chỉ đi chú cháu mình ghé thăm ổng luôn nghe lời đề nghị của thằng cháu này rất hợp tình hợp lý nhưng tôi còn e ngại, sợ làm phiền mọi người. Tôi bèn nói. Chú ngại lắm, sợ mất thì giờ các cháu. Cậu ta nói liền theo. Có gì đâu chú ơi. Qua tới nơi rồi còn bao xa nữa đâu. Nếu không gặp ổng thì uổng lắm. Mình có xe mà sợ gì. Cho mấy bà về trước đi. Chú cháu mình về sau ăn nhầm gì. Tôi thầm mang ơn với tấm lòng của hai ông tài xế nội địa của mình vô cùng. Thế là tụi tôi đến nhà ông anh sau 10 phút khi biết được địa chỉ của ông anh nọ. Tụi tôi liên lạc nhau trên đường đi. Anh ra đón tôi ngoài đường, trước nhà anh đang ở. Từ xa tôi quan sát bóng dáng quen thuộc của anh. Vẫn ốm yếu ho hen nhưng người đầy cương nghị trong cuộc sống. Bất giác tôi chạnh lòng nhớ lại buổi sớm tinh mơ tôi và anh đi tìm quán cốc bán cà phê để uống khi hồi ngộ ở rạch giá. Đúng là một kỷ niệm khó quên của tụi tôi. Anh đón tụi tôi vô nhà. Anh tặng quà cho tôi. Tôi cũng gửi anh chút trà và cà phê để gọi là chút tấm lòng thơm thảo dành cho nhau. Mấy đứa cháu thấy hai ông già tí lìa với nhau khiến ai nấy cũng vui lây. Uống chưa hết ly trà, chưa hết những câu chuyện hàng huyên, tôi đành cứu từ anh ra về vì đường còn xa mà trời cũng sắp nhá nhem tối. Bình rịnh chia tay nhau, trên đường về tôi bật ra ý một bài thơ tình người viễn xứ hai hùng sài gòn hoa kỳ đất nước xa xôi tôi anh mỗi đứa cảnh đời khác nhau nhưng lòng mình vẫn khát khao gặp trên đất khách nôn nao đời chờ thỏa lòng vì đặt ước mơ một chiều hạ nắng anh chờ tin tôi trong lòng chợt thấy bồi hồi dáng anh đứng đón tôi xa bên đường. Giặt vào tình cảm thân thương, anh tôi hồi ngộ vấn vương một chiều. Ngoài sân vắng vẻ điều hiu, vài cơn gió nhẹ một chiều gặp nhau. Không khóc nhưng dạ nghẹn ngào, tiếc rằng hồi ngộ qua mau thì giờ. Chén trà lưng rót thẫn thờ chia tay giây phút bơ vơ nỗi lòng. Tôi về mang nhớ mênh mông, anh còn ở lại cũng không vui gì. Thôi thì đến lúc phải đi, mình sẽ gặp lại khi về việc quê. Rời nhà anh Quyền, xe tụi tôi còn ít xăng, nên ông tài xế nội địa ghé vô cây xăng để đổ. Do lần đầu tiên mới đổ xăng ở Mỹ, nên cháu tài xế lúng túng. Chừng nhìn những xe khác phải vô văn phòng gặp nhân viên để quẹt thẻ mua xăng. Khi thanh toán xong, họ điều khiển sau đó thì bên ngoài mình mới tự đổ theo số ga lông mình đã trả tiền. Trong lúc đổ xăng, có một anh chàng da trắng lần la đến làm quen. Từ dưng anh ta biểu diễn những điều nhảy thật đẹp mắt cho tụi tôi coi. Nhảy xong, anh ta đến gần bên cửa xe và nói Tao đang đói, chưa đủ tiền mua thức ăn hôm nay. Hiểu ý người thanh niên nọ cũng là để giúp anh no lòng. Một cháu trong xe đã tặng cho anh chàng 20 đô la. Anh chàng da trắng vui mừng và cảm ơn rối rít. Anh cầm tiền và đi nhanh vô văn phòng cây xăng mua thức ăn. Thấy anh ăn ngon lành, trong lòng tôi cũng vui lây. Vì thằng cháu trong đoàn đã làm một việc thật ý nghĩa. Về đến khách sạn, tôi cứ vương vấn mãi hình bóng người anh thân thương lúc ban chiều hồi ngộ. Tuy không ruột thịt, nhưng tôi quý mến nhân cách là lối sống của anh. Đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng dưng điện thoại reo tới tấp tôi nghe tiếng chị vợ của anh Quyền trách cứ. Anh Hùng tới chơi sao không chờ em về, à? tiếc quá chừng. Thôi hẹn anh mời mốt ở Việt Nam nha. Tôi cảm ơn tấm thành tình này thêm lần nữa. Hẹn anh chị khi về thăm lại quê nhà nhé. Tôi chìm vào giấc ngủ vùi để lấy sức chinh phục vùng sa mạc tiểu bang Nevada nơi có khu giải trí Las Vegas danh lần bốn phương, nơi kẻ khóc người cười suốt ngày đêm khi đặt chân đến nơi này. Sài Gòn, 14 tháng 7 năm 2019, 19 giờ 9 phút.